Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại chùa Liên Hoa. Xin mời quý vị tham dự vào đại lễ dân y Katrina được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Truyền thống dân y Katrina trở thành một nét đẹp văn hóa của Phật giáo Nam Tông. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời Đức Phật và được gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày nay. Tuy mỗi quốc gia đều có văn hóa riêng, phong tục riêng, nhưng cái chung của tất cả các xứ theo Phật giáo Nam Tông vẫn là dựa trên tinh thần giới luật mà thực hành. Phật tử các nơi hội tụ về chùa Liên Hoa, nhiễu Phật ba vòng, dâng cúng trai tăng, bát và nhất là y báo Katrina. Đối với những người dân theo Phật giáo Nguyên Thủy, lễ dân y Katrina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, còn có ý nghĩa cầu cho gia đình yên ấm, bình an và tạo được niềm vui phước đức cho Phật tử. Truyền thống này không những chư tôn đức tăng đi tiếp nối truyền hành như lai sứ thừa như lai sứ hành như lai sự, tức là thừa hành cái sứ mệnh của Đức Phật và hành thực hành những cái điều mà Phật dạy, và tất cả các hàng cư sĩ đều nỗ lực để hỗ trợ cho chư tôn đức tăng đi. Chư tôn đức tăng đi là chỗ bóng mát cho tất cả chúng ta, kể cả xuất gia như chúng tôi cũng cần bóng mát. Không có bóng mát của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, đặc biệt là Tăng bảo, thì chúng ta không có được biết Phật pháp và chúng ta không còn có cơ hội để xuất gia cùng bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật đã dẫn giao truyền. Trong đề tăng y Katrina đáo ngày hôm nay, xin được kính cầu chúc đến tất cả quý Phật tử cũng như là tất cả chúng ta hãy cùng nhau tùy hỷ để chúng ta thấy rằng ở trên đời này những giây phút mà có những tâm lòng đến chùa cùng nhau tu tập, cùng nhau phụng hành lời Đức Phật dạy, cùng nhau tìm sự thanh thản ở trong lòng của mình, đó là những điều rất đáng hoan hỷ, rất đáng để chúng ta đem vào lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ này bắt nguồn từ hồi Đức Phật còn tại thế đã ấn định là một cách để bảo dưỡng cho hàng xuất gia tăng ni về sự tu tập của mình, dầu rằng có ngược xuôi làm việc Phật sự nhưng mà cần thiết để hàm dưỡng cái nội hàm. 3 tháng ăn cư kết hạ một chỗ để sau 3 tháng rồi thì mới trở lại công việc Phật sự. Trong khi đó thì hàng cư sĩ tại gia thì cũng hết lòng để hộ độ cho chư tăng ni, các bậc xuất gia qua xuyên qua 3 tháng hạ ở yên một chỗ tịnh tu. Và truyền thống này đã khiến cho cái Phật pháp được trường tồn lâu dài, hưng thịnh là chính là đây. Do vậy hôm nay cái buổi lễ diễn ra rất trang trọng, hơn 40 chư tôn đức tăng ni Nam Bắc Tông Việt Nam và Ngộ Quốc cũng như đông đảo chư đồng hương Phật tử đến để chia sẻ niềm vui trong năm duy nhất chỉ có một lần diễn ra, mang ý nghĩa là lễ dân y Katrina Katrina. Cảm tạ tất cả chư liệt vị, chúng ta nhất tâm hướng nguyện công đức và cầu nguyện chung cho nhau vô lượng an lạc các tường, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chúng tôi đó, một nhóm thiện hạnh này gồm tất cả là 12 người qua bên đây đó là để dân y Katrina với mục đích đó là nếu có được một chút phước báo nào đó, tâm nguyện là chia sẻ cho tất cả mọi người ở cái cõi ta bà này. Đó là nguyện vọng lớn lao của thiện hạnh. Xin tất cả cảm ơn. Tất cả tứ chúng đều hoan hỷ với sự kiện này. Và hôm nay cái lễ phước báo này đã hoàn mãn thì tất cả các hàng Phật tử cũng như dân chúng tôi xin hồi hướng và chia phần phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, đồng đều nhau cả thảy trong niềm hoan hỷ.
Vừa rồi là những hình ảnh trong buổi đại lễ dân y Katina được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.